Xin chào và trở lại chương trình của The LV News, và chúng ta vẫn tiếp tục cập nhật những bản tin tuyệt vời trong ngày chứ quý vị. Trong chương trình ngày hôm nay, với cái tựa đề tiêu điểm là dự án của Trump đang sụp đổ hoàn toàn trước mắt của đảng Dân Chủ, chúng tôi sẽ đi vào lời phân tích của ông Jonathan Turley, rồi sau đó chúng ta sẽ phân tích và bình luận qua góc độ này. Eric Schoen tại Courthouse. Chúng tôi muốn xem biết điều này kiểm tra chéo của David Parker tiếp tục ngày hôm nay. Đội ngũ của ông Trump làm gì khác để cố gắng giải thích cho bồi thẩm đoàn rằng điều này là bất hợp pháp. Phần lớn của vụ án gần như sụp đổ trên trọng lượng của nó. Trường hợp này cho đến nay là một mô hình giống như truy tố Titanic. Một mô hình không tốt cho cái vấn đề menu của họ. Tôi không hiểu tại sao sẽ bắt đầu với lại ông David Parker. Theo quan điểm của tôi, ông ta là một thảm họa. Trước hết, tôi đang nói với tư cách là một luật sư bào chữa. Những công tố viên giỏi nhất, nếu họ biết phòng thủ, luật sư sẽ tìm ra một cái gì đó để gây thiệt hại to lớn. Khía cạnh gây tổn hại của lời khai Parker là ông ta đã làm điều tương tự cho một cái mặt trận rộng hơn cho nhiều người nổi tiếng. Điều đó là hoàn toàn khái ta hại. Bằng chứng không tiết lộ điều đó là bồi thẩm đoàn trong trực tiếp của chúng ta có một cảm giác như một sự che giấu quả bóng ở đây của công tố viên. David Parker có vẻ như mất uy tín. Bồi thẩm đoàn điều đó thật sự đáng chú ý cho họ. Ông David Parker nói rằng ông ta đang làm điều này với Trump nhiều thập niên trước khi tranh cử. Ông ấy nói rằng ông ấy đã làm điều này cho mọi người, giống như ông thống đốc bang của tiểu bang California, là ông ấy cố gắng để ông ta được bầu tổng thống. Ông ấy không thể làm tổng thống tại thời điểm nào đó mà các công tố viên nghĩ rằng đây là một trong những lý do thách cao ông Trump và tại sao phải ra vụ kiện này. Hôm nay sẽ là rất thú vị. Chìa khóa cho hàng thủ là dừng cái nhân vật của ông Trump. Ông không phải là một nhân chứng xấu mà làm chứng với một sự kiện mà ông ta đang dẫn đầu. Ông ta đã có một thỏa thuận với công tố viên và ông ta phải tiếp tục tấn công ông Trump và đưa ra những điều thật sự không có tốt cho ông Trump. Và đó là những gì mà ngày hôm nay đặt câu hỏi. Shannon đặt câu hỏi, bạn và tôi nói về thực tế là chúng tôi biết rằng ít nhất vài luật sư trong phần việc này là bồi thẩm đoàn bây giờ đã chính thức là bồi thẩm đoàn. Như vậy, bao nhiêu người trong đó sẽ trợ giúp Tổng thống Trump tiềm năng trong đội ngũ của ông? Đã có rất nhiều bằng chứng về điều này. Rất nhiều những gì đang trình bày có vẻ như rất bẩn với những người trung bình ngoài kia và số tiền mà tội ác. Alvin Bragg đang làm gì đó độc đáo để cố gắng đưa cái điều kiện chống lại ông Trump với mục đích chính trị. Bạn biết đấy, Shannon. Tôi luôn có phản đối luật sư và bồi thẩm đoàn như một người bào chữa hình sự luật sư. Tôi không bao giờ muốn họ trên một cái bồi thẩm đoàn. Lý do là không có bất kỳ nhận xét chê bai về điều này. Hai luật sư, tôi không có lý do để tin họ sẽ không thiên vị, nhưng họ đơn giản là quá nhiều thẩm quyền trong căn phòng của đó. Vụ án này không có tội. Đó là những người trong chúng ta vẫn đang tranh luận trong cái tuần thứ hai trong trường hợp này là tội ác ông Trump đang cố gắng để che giấu là gì. Nếu một trong những luật sư đó tuyên bố trong bồi thẩm đoàn mà họ nhìn thấy rằng là một điều hoàn toàn hợp lệ, cái cáo trạng sẽ mang đến một trọng lượng lớn cho bồi thẩm đoàn. Cái điều quan trọng là mất nhiều thời gian hơn nữa để mọi người đứng lên trong bồi thẩm đoàn vì một hai người nó là tôi hoàn toàn nghi ngờ, đặc biệt là tiểu bang New York. Tôi nghi ngờ về một bồi thẩm đoàn, tôi nghi ngờ về một thẩm phán, tôi nghi ngờ về khu vực của đảng Dân Chủ. Để có một luật sư cân nhắc cái khoảnh khắc đó thì khiến những người im lặng đang những tiếng nói bất đồng. Đó là lý do tại sao tuyển một điều tồi tệ về ý tưởng. Và tôi không nghĩ đó là một điều tốt cho hai luật sư trong bồi thẩm đoàn. Bà Dana đặt câu hỏi. Bây giờ mọi người đã có cơ hội giống như là một giấc mơ để có thể trách cao ông Trump. Tôi không biết có phải là điều tốt hay không. Sau một cái giấc mơ đó thì họ sẽ tranh luận như thế nào. Và tòa án tối cao đã nghe những trường hợp liên quan đến vấn đề quyền miễn trừ của Tổng thống và hiến pháp của Hoa Kỳ. Vì đây là một trường hợp mà chúng ta thường lập luận là vạch đá để tranh luận với nhau. Khi bạn đi vào vách đá đó, bạn không chắc chắn bạn sẽ lại khu vực đó. Trong cái trường hợp này, những cái vách đá cả hai bên đang cố gắng lập luận khá cực đoan về vấn đề quyền miễn trừ của Tổng thống. Mặt khác, Tổng thống có khả năng hoàn toàn quyền miễn trừ. Các thẩm phán, chúng ta có 3 thẩm phán của đảng Dân Chủ dường như hỗ trợ công tố viên đặc biệt. Các thẩm phán có thì muốn trì chọn thứ 3. Không muốn chính phủ nói rằng là phải tin tưởng chúng tôi là chính phủ. Chúng ta gần có thể thấy thế một thẩm phán nhìn về hướng Bắc, về New York. Có tất cả những gì mà thật sự trong căn phòng đó mà Alvin Bragg đang khoe khoang. Và tất cả họ đang thảo luận vụ án chính trị trong cái lúc đang tranh cử tổng thống. Câu hỏi của Jonathan.
Tôi muốn cùng một câu hỏi tiếp nhận trực tiếp. Chúng ta nghĩ rằng cuối tháng 6 cuộc tranh luận và trường hợp này có nằm trên cái vấn đề giải quyết nhanh hay không? Thì có vẻ như họ vẫn tuyên bố là hồ sơ tối thẩm và tất cả những sự kiện liên quan đến vụ kiện của Trump rất là nhiều khả năng sẽ là 4 trong số đa luận và thảo luận cái hồ sơ và sẽ trả lại cho bồi trả lại cho cái tòa phúc thẩm ở cái vấn đề tiểu bang. Và thẩm phán rất là nhiều khả năng sẽ granted cho ông Trump một số cái quyền miễn trừ hạn chế. Ok quý vị. Đó là cái conversation giữa ông Jonathan Turley và có vẻ như cái luận điểm của ông là cho rằng cái dự án của ông Trump gần như đã sụp đổ trước mắt của đảng Dân Chủ. Ông Jonathan Turley đã cân nhắc lại lời khai của David Packer và thành phần của bồi thẩm đoàn. Sau khi xét xử cái dự án của Tổng thống Trump, tiếp tục chuyên gia pháp lý Jonathan Turley đã chia sẻ những hiểu biết của mình về lời khai của David Packer, một cựu giám đốc điều hành của American Media Inc. là thành phần và thành phần của bồi thẩm đoàn. Ông Turley đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi công tố viên bắt đầu lời khai cùng với ông Parker, gọi đó là một thảm họa, nói rằng nó có thể xử lý theo cách khác. Ông có lý rằng vì ông Parker đã thừa nhận trả tiền cho những người nổi tiếng bao gồm cả ông Honor, thống đốc bang của tiểu bang California, có thể gây tổn hại cho dự án của công tố. Liên quan đến bồi thẩm đoàn, ông Turley đã bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của luật sư trong ban hội thẩm, nói rằng họ có thể mang lại quá nhiều cái thẩm quyền trong phòng bồi thẩm đoàn và có khả năng bịt miệng những tiếng nói bất đồng. Ông Turley cũng thảo luận cái vụ kiện đang diễn ra tại tòa án tối cao liên quan đến quyền miễn trừ của ông Trump và cảnh báo rằng tòa án có thể đi vào là vực thẳm của hiến pháp với những hậu quả sâu rộng tiềm tàng. Cái phiên tòa sẽ dự kiến tiếp tục và nhiều nhà quan sát đang chờ đợi kết quả. Thì người ta dự đoán phán quyết sớm nhất là vào tháng 5, trong khi một số tin rằng có thể mất đến cuối tháng 6. Như vậy có sự dự đoán có thể là trở về lại của tòa phúc thẩm, hay là sự dự đoán là có thể trở về tiếp tục điều tra, hay là có một bồi thẩm đoàn khác, tôi giả sử như vậy. Thì đó là cái điểm mà chúng ta vẫn tiếp tục đang chờ đợi. Cái phiên tòa nó sẽ đi về đâu? Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị những bản tin tuyệt vời trong chương trình của The LV News ngày hôm nay. Trong khi đó, để trở lại bản tin cập nhật tiếp theo, Tổng thống Trump. Tổng thống Trump đã tuyên bố phản ứng của ông Trump đối với nhân chứng trong dự án tòa xét xử. Tổng thống Trump đã ca ngợi nhân chứng đầu tiên trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng ở thành phố New York của ông. Cựu nhà xuất bản National Enquirer David Packer, khi ông dự kiến sẽ đưa ra nhiều lời khai hơn trong vụ án vào ngày hôm nay. Ông ta rất tử tế, David rất tử tế. Ông ta là một chàng trai tốt, Tổng thống Trump nói ngày hôm qua, trả lời câu hỏi công khai về ông Packer trong một tuần qua. Trong các cuộc kiểm tra chéo vào thứ năm, David Packer đã trình bày những chi tiết, cách mà ông thu được những câu chuyện có khả năng gây tổn hại cho ứng cử viên và trả hàng chục ngàn đô la để che giấu chúng khỏi tầm mắt của công chúng. Nhưng khi nói đến tuyên bố không rõ ràng của nghệ sĩ biểu diễn phim người lớn Stormy Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, cựu nhà xuất bản National Enquirer cho biết ông đã đặt chân xuống. Tôi không trả tiền cho câu chuyện này, ông nói. Với bồi thẩm đoàn hôm thứ Năm tại phiên tòa xét xử với Tổng thống Trump, kể lại cái phiên bản của cuộc trò chuyện với cựu luật sư của Tổng thống Michael Cohen về những nỗ lực ngăn chặn những cáo buộc mà công tố viên cho rằng đã can thiệp vào cuộc bầu cử và chiến dịch tranh cử của 2016. Ông Parker nói rằng ông nhớ đã nói rằng là ông không muốn dính líu đến việc này. Tổng thống Trump vẫn khẳng định ông không hề vi phạm bất kỳ cái cáo buộc nào và nói rằng câu chuyện bị mua chuộc và dập tắt là sai sự thật. Không có trường hợp nào ở đây cả. Đây chỉ là một cuộc săn tìm phù thủy, ông nói trước tòa án những bình luận ngắn gọn phóng viên ngày thứ Năm. Bà Daniel cuối cùng được ông Michael Cohen trả tiền để nói không với tuyên bố của bà để gặp gỡ cái tình dục vào 2006 và Tổng thống Trump. Cựu Tổng thống Trump đã phủ nhận chuyện đó sau khi các luật sư của ông nói rằng bà đang lợi dụng những cáo buộc này để kiếm tiền và củng cố danh tiếng cho mình. Mặc dù không tin câu chuyện đó, nhưng ông Parker đã nói với ông Cohen rằng có ai đó nên thực hiện cái động thái ngăn chặn công khai những tuyên bố này. Tôi nói với Michael Cohen, gợi ý cho bạn là bạn nên mua câu chuyện này và bạn nên đưa ra khỏi cái thị trường tin tức. Vì nếu bạn không làm như vậy, nó lọt ra ngoài và tôi tin rằng ông chủ sẽ rất tức giận với bạn, ông David Parker nói. Sau đó, luật sư bào chữa của Trump đó là Elmy Bove
đã mở đầu cuộc thẩm vấn chéo bằng cách hỏi ông Parker về ký ức của ông và những ngày tháng và ý nghĩa cụ thể. Dường như đang đặt cái nền tảng sâu hơn cho lập luận bên bào chữa rằng bất kỳ thỏa thuận nào mà Tổng thống thực hiện với các nhà sản xuất National Enquirer nhằm được mục đích bảo vệ bản thân, danh tiếng và gia đình của ông chứ không phải là chiến dịch tranh cử của ông. Tại một thời điểm nào đó vào thứ Năm, ông Parker nói rằng ông nói chuyện với Tổng thống Trump về việc cựu Tổng thống đã hoàn trả cho Michael Cohen về số tiền cho bà Clifford. Cựu Tổng thống đã nói với ông rằng ông không biết là Parker đang đề cập đến vấn đề gì. Ông đặc biệt làm chứng rằng cựu Tổng thống không biết tức ông ấy đang nói về điều gì khi được hỏi là hoàn trả cho Michael Cohen. Ông ta cũng nói rằng ông ta đã mua cái bản quyền câu chuyện của cựu người mẫu Karen McDougal. Nhưng ông ta đã quy định rằng Tổng thống Trump chưa bao giờ bảo ông ấy mua câu chuyện đó. Chỉ là ông ấy và Michael Cohen lo ngại câu chuyện của cái người mẫu Playboy đang nổi lên. Điểm này rất là mấu chốt nha quý vị. Ông Trump không hề dính dáng gì cả về những cái sự kiện này. Việc bồi thẩm đoàn kết tội không ngăn chặn Tổng thống Trump trở thành Tổng thống một lần nữa. Nhưng vì đó là một dự án cấp bang nên ông sẽ không thể ân xá cho mình nếu bị kết tội. Tội danh này có thể bị phạt 4 năm tù mặc dù không rõ liệu thẩm phán có tìm cách đưa ông ta vào song sắt hay không. Để các cáo buộc trở thành trọng tội, các công tố viên phải chứng minh được cáo buộc của Tổng thống Trump làm giả hồ sơ kinh doanh để tiếp tay cho một tội ác khác. Họ lập luận rằng những nỗ lực bị cáo buộc làm sai tương đương với can thiệp vào cuộc bầu cử. Nhưng Tổng thống Trump, các luật sư của ông đã nói rằng đó chỉ là những chi phí pháp lý đơn giản. Họ cũng khiến cái độ tin cậy của Michael Cohen bị nghi ngờ. Lưu ý rằng ông đã từng ngồi tù vì gian lận và các tội danh khác, đồng thời lưu ý rằng ông đang hiện tạo dựng cái sự nghiệp bằng cách chỉ trích ông Trump trên phương tiện truyền thông và xã hội. Trăm phần trăm về điều này, Michael Cohen đang lên trang mạng xã hội, đang lên trang mạng của cánh tả, dịch tả, thủ tả và tiếp tục tấn công ông Trump và cho rằng ông Trump phải chịu trách nhiệm cho sự thất bại của Michael Cohen. Michael Cohen thứ Năm đã viết trên trang mạng của Axe nói rằng ông sẽ ngừng bình luận về phiên tòa xét xử của Trump. Ông nói rằng là mặc dù không phải là bị cáo là bịt miệng, tôi sẽ ngừng đăng bất kỳ điều gì về Donald trong tài khoản của Axe của tôi hoặc trên Mega Podcast cho đến khi cái lời khai xét xử của tôi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn sau một tháng hoặc hơn nữa. Sáng thứ Sáu, tức là ngày hôm nay, Tổng thống Trump không nói chuyện với giới truyền thông trước khi bước vào phòng xử án. Nhưng máy đã viết trong một bài đăng trang mạng True Social vào 9:20 sáng chỉ trích mức độ an ninh tại tòa nhà Manhattan. Tôi đang ở tòa án được canh phòng nghiêm ngặt, an ninh của Fort Knox, tất cả để MAGA không thể tham dự phiên tòa này. Do có một con tốt có nhiều mâu thuẫn với đảng Dân Chủ chủ trì, đó là cảnh tượng đáng chú ý. Đang chuẩn bị cái máy để tiếp tục tòa án và ông Trump tuần này đang kêu gọi những người phản đối ủng hộ cho ông một cách hòa bình khi phiên tòa xét xử. Welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của buổi LV News và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị những bản tin tuyệt vời. Và trước khi mà quý vị, khi tôi nói về cái sự kiện của cái đoạn mà video Tổng thống Trump xuất hiện đó, thì tôi mời quý vị xem lại một cái đoạn ngắn trong cái chương trình VLKT News cách đây không lâu. Ông Trump vẫn tiếp tục phiên tòa tại tiểu bang New York, trong khi đó tối cao pháp viện đã đưa ra một số cái luận điểm bào chữa chống hoặc tố cáo trên tối cao pháp viện về quyền miễn trừ của Tổng thống liên quan đến vụ án ngày 6 tháng 1. Đây là một cái điểm mới nhất mà Tổng thống Trump xuất hiện trên giới báo chí sau khi ông bước ra khỏi cái tòa tại New York, và chúng tôi sẽ tạm thời dịch thuật chú ý về sau đó bình luận về những gì Tổng thống Trump nói. Tổng thống Trump đang chuẩn bị đưa ra một bài phát biểu ngắn sau khi phiên tòa tại tiểu bang New York. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay thật là ngoạn ngục với những gì đang diễn ra. Đó là lời chứng tuyệt vời. Đây là một dự án vô cùng trẻ con. Lẽ ra tôi không bao giờ đến đây. Dự án lẽ ra không bao giờ được khởi kiện. Đó thật sự là một ngày đáng kinh ngạc. Người Mỹ hãy mở mắt và chúng ta không để điều này tiếp tục xảy ra với đất nước của chúng ta. Nhưng một vấn đề khác bạn biết đấy.
cái nền kinh tế đang hoạt động rất tồi tệ dưới thời của Biden. Thị trường cổ phiếu đang đi xuống. Một con số mạnh mẽ chưa được đưa ra, bao gồm những con số cao về lạm phát, đặc biệt là xăng dầu. $7.50 một gallon cho tiểu bang California. Điều này là những gì đang xảy ra. Rất quan trọng. Khi bạn nhìn vào cái trường đại học khác nhau trong nước và ngoài nước đang diễn ra, bạn sẽ thấy những gì xảy ra trên mặt trận ủng hộ cho nhóm Hamas và chống lại đất nước Israel. Sự căm ghét và giận dữ, hận thù với thời của Biden. Biden đang gửi một tin nhắn hoàn toàn khủng khiếp. Một tin nhắn khủng khiếp và ông ta gửi cho toàn thế giới đất nước nhu nhược và ông ta cũng chẳng biết đang làm gì. Đây không phải là tổng thống của chúng tôi. Đây là người không nên làm những gì ông ấy đang làm và ông ấy không thể làm được những gì ông đang làm. Bạn có một cuộc biểu tình khắp nơi. Ông ta đang nói về Charlottesville. Chẳng có gì so sánh được sự căm ghét chính mà thật sự đang diễn ra một cách căm ghét khủng khiếp và do thái. Chúng ta có thể nói rằng ông Biden không hiểu điều đó. Ông Biden không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đất nước của chúng ta. Ông không hiểu rằng trên toàn thế giới chúng ta đã bị cười nhạo vì cái chính quyền của Biden. Và hôm nay tôi có mặt tại đây. Tôi rất vui vì điều đó, thú vị vì cách nào đó. Nhưng tòa án tối cao Pháp viện đã có một phiên điều trần hoành tráng về quyền miễn trừ. Quyền miễn trừ liên quan đến quyền miễn trừ của Tổng thống. Tôi nghĩ điều đó sẽ được làm rõ. Tôi hy vọng điều đó sẽ được làm rõ một cách Tổng thống phải có quyền miễn trừ. Bạn không có một Tổng thống, hoặc hầu hết sẽ không có một Tổng thống, mà chỉ là nghi thức nghi lễ nếu không có quyền miễn trừ. Chúng tôi muốn các vị Tổng thống có thể hoàn thành công việc gắn kết mọi người lại với nhau. Nó khá tuyệt vời. Các thẩm phán đã vào cái vai trò của họ. Vì vậy hãy xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Nhưng một lần nữa tôi nói, quyền miễn trừ của Tổng thống rất mạnh mẽ và quyền miễn trừ của Tổng thống là bắt buộc. Là bắt buộc phải có quyền miễn trừ. Ok quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích vào cái đoạn video của Tổng thống Trump sau khi ông ta rời khỏi cái phiên tòa tại tiểu bang New York. Tổng thống Trump tiếp tục bình luận về thủ tục tố tụng về các vấn đề của quốc gia. Tổng thống Trump đã đưa ra nhận xét một loạt chủ đề bao gồm thủ tục pháp lý đang diễn ra, mối quan ngại cấp bách của quốc gia trong lần xuất hiện công khai gần đây. Đó là đoạn video ngắn chúng ta khoảng 4 giờ 34 phút giờ của Hoa Trình Đông. Ông Trump đã bày tỏ quan điểm của mình về các thủ tục pháp lý gần đây và mô tả các phiên điều trần là ngoạn mục và nhấn mạnh cái niềm tin của ông rằng những điều kiện chống lại ông lẽ ra không bao giờ được đệ trình. Ông nhấn mạnh cái tầm quan trọng về quyền miễn trừ của Tổng thống, cho rằng Tổng thống phải có quyền miễn trừ lãnh đạo đất nước một cách hiệu quả và hoàn thành công việc. Ông Trump đã ca ngợi tối cao pháp viện về cách xử lý phiên điều trần quyền miễn trừ, lưu ý rằng các thẩm phán đã tham gia và đi đúng hướng. Tổng thống Trump còn đề cập đến vấn đề kinh tế dưới thời của ông Joe Biden. Ông Trump nhấn mạnh các báo cáo về nền kinh tế đang gặp khó khăn và thị trường chứng khoán đang suy giảm. Đồng thời nêu lên những lo ngại về lạm phát và giá xăng tăng, đặc biệt là tiểu bang California. Ông đang lên tiếng chính sách về kinh tế và chính quyền của Biden và cho rằng ông Biden thiếu khả thi để giải quyết những thách thức kinh tế mà quốc gia đang phải đối mặt. Chính sách đối ngoại và bất ổn của xã hội. Chuyển sang các vấn đề đối ngoại, ông Trump đã bày tỏ sự thất vọng về tình hình Palestine và đất nước Israel, cũng như cuộc biểu tình về bất ổn diễn ra trong nước. Ông đã chỉ trích cách xử lý những vấn đề quốc tế của Biden và cáo buộc ông gửi đi một thông điệp khủng khiếp và không bao giờ hiểu được sự phức tạp của sự kiện toàn cầu. Ông Trump đề cập đến những sự cố bất ổn của xã hội trước đây, chẳng hạn như cuộc biểu tình tại Charlottesville, đồng thời khẳng định cái mức độ hận thù và chia rẽ đất nước của chúng ta hiện tại trong quá khứ càng ngày càng tệ hại hơn. Tổng thống Trump đã kết thúc cái bài nói chuyện với phóng viên bằng cách nhắc lại cái niềm tin của ông về tầm quan trọng của quyền miễn trừ của Tổng thống và bày tỏ sự lạc quan về kết quả của thủ tục tố tụng. Ông Trump đã nhấn mạnh sự cần thiết của lãnh đạo mạnh mẽ, sự đoàn kết để đối mặt những thách thức trong nước và quốc tế, cho thấy cái tầm nhìn tương lai của ông phù hợp với nguyên tắc quản trị hiệu quả và hành động quyết đoán của The Trump 47 trong tương lai. Ok quý vị, đó là đoạn video ngắn để giải thích riêng về cái phần mà cái đoạn của Tổng thống Trump xuất hiện tại tòa án vào phiên điều trần ngày hôm qua. Thì ngày hôm nay vẫn chưa có cái thông tin nào mới, nếu mà có chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị, nhưng mà chúng ta sẽ đi dòng bản báo cáo của Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã công bố một báo cáo ghi lại những cáo buộc của Hội đồng
rằng quyết định của biện lý quận Alvin Bragg đưa ra để truy tố hình sự đối với ông Trump trong vụ án được gọi là tiền bịt miệng là do một mối thù về chính trị. Ủy ban đã công bố một báo cáo có tựa đề là giải phẫu một vụ truy tố chính trị, mối thù truyền kiếp với văn phòng biện lý quận Manhattan chống lại ông Donald J. Trump. Trong một thông cáo báo chí ngày 25 tháng 4 đã cáo buộc ông Bragg làm suy yếu cái niềm tin người Mỹ đối với hệ thống tư pháp. Cái nhiệm vụ cơ bản của bất kỳ văn phòng công tố là duy trì pháp quyền, là một trong những cái điểm nổi bật của sứ mệnh này là bảo đảm công lý được áp dụng một cách công bằng và bình đẳng. Ủy ban đã viết trong một thông cáo. Alvin Bragg đã truy tố Tổng thống Trump vì động cơ chính trị có nguy cơ phá hủy cái khái niệm công lý mù quáng bằng cách họ đã sử dụng cái hệ thống tư pháp hình sự để tấn công một cá nhân mà ông ấy không đồng tình về mặt chính trị. Do đó làm xói mòn đi cái niềm tin của người Mỹ, cái báo cáo nói thêm. Báo cáo cũng trình bày chi tiết cái bối cảnh ông Alvin Bragg đã quyết định buộc tội Tổng thống thứ 34. Một tội nghiêm trọng bằng cách sử dụng một cái lý thuyết pháp lý mới biến các cuộc cáo buộc và tội nhẹ thành trọng tội. Cáo buộc rằng việc truy tố này được thúc đẩy bởi cái chính trị gia toàn trị. Câu chuyện đằng sau điều tra của luật sư quận của New York về Tổng thống Trump và những người liên quan minh họa mục đích đảng phái rõ ràng của vụ án. Các thành viên ủy ban đã viết trong bản tóm tắt điều hành của báo cáo. Ủy ban đã ủng hộ một số cái giải pháp lập luận đối với một số những gì mà được mô tả là các vụ truy tố địa phương có động cơ chính trị, và lưu ý cái báo cáo rằng dự thảo như đạo luật không truy tố chính trị nữa cũng được sử dụng để giải quyết vụ truy tố của bà Fannie Willis, luật sư quận của Fulton. Tổng thống Trump bị cáo buộc tham gia vào âm mưu hình sự nhằm để can thiệp vào cuộc bầu cử cho 2024. Cái báo cáo của ủy ban cáo buộc ông Alvin Bragg. Cái báo cáo này rất là phức tạp nha quý vị. Một đảng viên của đảng Dân Chủ đắc cử đã khởi kiện một cái vụ việc phần lớn dưới áp lực từ cựu công tố viên đặc biệt ông Mike Pomerantz, người dẫn đầu cuộc điều tra về tài chính của ông Trump. Ông Pomerantz, tác giả cuốn sách của tựa đề là The People chống lại ông Trump, là công tố viên của Manhattan dưới thời của ông Bragg. Ông từ chức vào 2022 vì ban đầu ông Bragg không muốn theo đuổi vụ án hình sự chống lại Tổng thống Trump. Cuốn sách của Pomerantz được kiếm tiền từ truy tố vụ ông Trump là một phần trong chiến dịch gây áp lực cái dư luận nhằm để buộc tội biện lý quận Alvin Bragg với hành động. Ủy ban tư pháp cho biết trong một thông cáo, đồng thời cáo buộc rằng quyết định thay đổi của Tổng thống vào ngày tháng 4 của 2023 của Alvin Bragg là do ông phải chịu những chiến dịch gây áp lực của Pomerantz. Vài ngày sau khi ông Bragg truy tố Tổng thống Trump vào tháng 4 của 2023, Chủ tịch tư pháp Hạ viện Jim Jordan đã triệu tập ông Pomerantz ra lệnh cho ông phải xuất hiện trước ủy ban để làm chứng. Alvin Bragg đã khởi kiện nhằm để chặn cái trác hầu tòa quốc hội nhưng thẩm phán đã từ chối yêu cầu của ông. Trong khi ông Pomerantz cuối cùng cũng xuất hiện trước hội đồng và bị thẩm vấn trong 6 tiếng đồng hồ, ông đã từ chối đưa ra những câu trả lời thực chất, liên tục yêu cầu các biện pháp bảo vệ của tu chính án thứ năm. Khi ông Pomerantz xuất hiện trước ủy ban tư pháp để thảo luận về cuốn sách của ông về cuộc điều tra có động cơ chính trị, ông đã im lặng một cách bất thường, một cách hoàn toàn vô cùng bất thường, đã từ chối trả lời ngay các câu hỏi cơ bản nhất các thành viên ủy ban viết trong báo cáo, bao gồm lời khai của ông Pomerantz. Biên bản cho thấy Pomerantz từ chối trả lời hơn 200 câu hỏi hoặc là bào chữa cho câu hỏi thứ năm, hoặc là tuyên bố rằng ông không thích tiết lộ những thông tin đặc quyền. Trong báo cáo của mình, ủy ban đã đề cập đến cuốn sách của ông Pomerantz. Cuốn sách được hội thảo cho rằng đã vẽ ra bức tranh đáng kinh ngạc về tình trạng lạm dụng công tố. Báo cáo nêu rõ, lời khai của Pomerantz cho thấy văn phòng biện lý quận Manhattan, nơi có nhiều người trong đảng phái công khai khoe khoang mong muốn để bắt được ông Trump, đã sử dụng cái quyền lực to lớn của mình để đàn áp mọi người chứ không phải là để truy tố tội phạm. Ủy ban đã nhấn mạnh những bất thường khác nhau của Pomerantz với Tổng thống Trump, như đã nêu trong cuốn sách của ông, cùng với sự hào hứng của cựu công tố viên đặc biệt muốn thấy Tổng thống Trump bị truy tố. Các thành viên của ủy ban viết đây là một hành động của một công tố viên lừa đảo, quá nhiệt tình hành động vì động cơ chính trị. Và cái động cơ đó đã ảnh hưởng đến cuộc điều tra ngay từ đầu. Ủy ban cũng đã cho biết trong báo cáo quyết định của Alvin Bragg truy tố Tổng thống Trump sau cái chiến dịch gây áp lực của ông Pomerantz làm dấy lên những lời nghi ngờ đáng kể về liệu quyết định của ông có phải là do áp lực chính trị hay không. Ông Pomerantz đưa ra những bình luận về các cáo buộc trong cái báo cáo, nhưng không nói trong cái lời khai.
Rồi ông chắc chắn rằng là mình không vi phạm luật vì cuốn sách của ông là chính xác. Wow. Ok, quý vị thấy rất là rõ ràng, đây là về cái sách lược và chính trị. Ông Pomeran không đưa ra bình luận về cáo buộc trong báo cáo, nhưng ông đã nói trước lời khai trước đó rằng ông chắc chắn mình không vi phạm cái luật về cuốn sách của ông là chính xác. Cái báo cáo cũng trình bày chi tiết những gì nó mô tả bằng chứng về sự thù địch công khai của Alvin Bragg đối với Tổng thống Trump, khi đưa ra cái quan điểm chỉ trích gay gắt về quyết định của DA chuyển các cáo buộc tội nhẹ thành trọng tội. Báo cáo cho biết, Alvin Bragg cũng cuối cùng giải quyết được một lý thuyết pháp lý mới chưa được thử nghiệm ở bất kỳ đâu trên đất nước, một lý thuyết mà chính quyền liên bang từ chối theo đuổi để khôi phục lại vấn đề. Có vẻ như yếu tố can thiệp duy nhất là thông báo của Tổng thống Trump rằng là ông sẽ trở thành ứng cử viên Tổng thống cho 2024. Như vậy, cái quá trình từ tội nhẹ đến trọng tội như thế nào? Alvin Bragg đã truy tố Tổng thống Trump với 34 tội danh được cho là làm giả hồ sơ kinh doanh, nhằm để che giấu khoản tranh tố $130,000 cho nữ diễn viên phim Người Lớn Stormy Daniels, để đổi lấy việc giữ im lặng và các cáo buộc ngoại tình của bà. Theo luật của tiểu bang New York, việc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh là một tội nhẹ. Tuy nhiên, nếu gian lận hồ sơ được sử dụng để che đậy một tội phạm khác, thì có thể nâng lên là thành trọng tội. Những cáo buộc này thường là những tội nhẹ và có thời hiệu là 2 năm, nhưng Alvin Bragg đã sử dụng một lý thuyết pháp lý mới và chưa được kiểm chứng. Trước đây đã bị các công tố viên liên bang từ chối để biến các cáo buộc tội nhẹ thành một trọng tội kéo dài thời hiệu lên 5 năm bằng cách cáo buộc rằng cái hồ sơ đã bị làm giả để che giấu tội ác thứ hai, báo cáo nêu rõ. Tổng thống Trump cũng đã phủ nhận việc bất kỳ hành vi sai trái nào và đồng thời buộc rằng vụ việc có động cơ về chính trị. Một số chuyên gia pháp lý đã thách thức ông Alvin Bragg và nâng tội nhẹ thành trọng tội. Giáo sư luật của Harvard, đại nghị hưu đó là ông Alan Dershowitz, đã nói với tờ báo The Epoch Times trong cuộc phỏng vấn tháng 3 của 2023. Để biến cái đạo luật của tiểu bang thành một trọng tội thì bạn phải mượn đạo luật của liên bang, những câu hỏi pháp lý rất nghiêm túc. Ông Dershowitz đã nói, trong trường hợp của ông Bragg, điều họ muốn cố gắng làm là cộng với một tội và đưa ra 11. Trong một người có lý trí có thể nhìn vào hai cái đạo luật này nói rằng ông Trump đã vi phạm chúng. Ông Dershowitz gần đây nói rằng ông tin rằng văn phòng của Alvin Bragg đã vi phạm quyền cử tri trong vụ truy tố của Trump. Học giả pháp lý cho rằng vụ việc giống như một âm mưu tội phạm ngầm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Chúng ta sẽ trở lại cập nhật về bài phỏng vấn của ông Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Tư pháp của nước Mỹ, chúng ta là thành viên của Đảng Cộng hòa, trong cuộc phỏng vấn của Newsmax. Bây giờ chúng tôi sẽ tạm dịch cho quý vị, rồi sau đó chúng ta sẽ đi phân tích sâu hơn về cái bài bình luận của ông Jim Jordan và tố cáo Jack Smith, Alvin Bragg và bà Fannie Willis là một phần trong cái âm mưu của 2024 của cuộc bầu cử. Ok quý vị. Người phỏng vấn là bà Greta, một cựu phát ngôn viên của chương trình Fox News, bây giờ làm việc cho Newsmax. I just don't understand this. You can hate Trump, you can disagree with him, but they don't even try to hide that they're trying to be fair. Bạn có thể ghét ông Trump, nhưng mà thật sự bạn có thể không đồng ý với ông Trump, nhưng thậm chí họ không cố gắng che giấu. Họ chứng tỏ ra một cố vấn về tư pháp hoàn toàn không có công bằng. Một điều bằng trình bày đều có lý do tại sao nó không công bằng. Vâng, đúng vậy. Và tất cả những gì bạn trình bày đó lý do tại sao không ai dám khởi kiện vụ án. Ý tôi là hãy nhớ rằng Bộ Tư pháp đã không khởi kiện, Ủy ban Bầu cử Liên bang sẽ không khởi kiện người tiền nhiệm của Alvin Bragg. Ông Vance đã không khởi kiện. Có lẽ quan trọng nhất là Alvin Bragg cũng sẽ không khởi kiện vì không có vụ án nào ở đó trong trường hợp. Những trợ lý của DA ông ta từ chức nổi cơn thịnh nộ và đương nhiên tham nhũng. Đột nhiên Alvin Bragg cảm thấy áp lực và nói chúng tôi sẽ hồi sinh lại và khởi kiện trong cuốn sách Vụ án của thầy ma. Họ làm sống lại vụ án đó và đây là vụ án điên rồ nhất mà họ đang đưa ra để chống lại Tổng thống Trump. Và như chúng ta cũng đã chỉ ra báo cáo của mình, không có nhân chứng mới. Trên thực tế họ đang dựa vào nhân chứng cũ. Những người được kết án khai man nói dối 6 lần trước quốc hội làm chứng, trong đó có Michael Cohen, và toàn bộ câu chuyện thật là nực cười. Bà Greta nói, thậm chí tờ báo New York Times đưa tin về bài báo tháng 4 của 2021. Sự thật đó là những gì Alvin Bragg nói trong chương trình của New York Times. Sự thật là tôi kiện ông Trump 100 lần, ý tôi là nó thật đáng ngạc nhiên, ý tôi là nó giống như bạn biết điều sự thật,
khó chịu ngoài luật sư đều căm ghét ông Trump. Và sự căm ghét này dẫn đến vụ kiện ông Trump tại tiểu bang New York. Jim Jordan nói, Alvin Bragg đã vận động tranh cử, đây là lý do tại sao tôi nhậm chức. Nhưng sau giành được chức vụ, ông ta thậm chí còn không muốn khởi kiện cho đến khi Paul Rand đã gây áp lực và bà Grada hoàn toàn đúng. Vị thẩm phán này có cô gái làm việc cho Nancy Pelosi, Kamala Harris, kể cả luôn cho Adam Schiff. Bằng cách nào đó không sao cả. Nhưng điều thật sự tôi làm khó chịu là những gì họ đang làm với Tổng thống. Họ đã giữ nguyên cái lệnh bịt miệng người đang tranh cử Tổng thống của Hoa Kỳ không cho phép nói về chuyện này. Đáng lẽ, đáng sợ hơn là vào tuần trước, có thông tin rằng thẩm phán sẵn sàng không yêu cầu công tố viên tiết lộ nhân chứng. Họ sẽ gọi điện mỗi ngày khi ra tòa. Ý tôi là điều đó xảy ra, bên bào chữa sẽ biết ai là nhân chứng và không hề biết trước vì cái lệnh bịt miệng này. Trong khi đó, bà Grada nói là bản cáo trạng không nói rõ âm mưu gì, thật là kỳ lạ. Nó là bản cáo trạng khiếm khuyết. Luật sư nào cũng biết đó, không có luật sư nào lên tiếng. Vì vậy, trước khi chúng tôi nghe về tội ác được cho là tuyên bố mở đầu của công tố viên, đó là một âm mưu nhằm cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Vâng, đó là những chính trị gia đang làm. Họ cố gắng gây ảnh hưởng, đó là toàn bộ ý tưởng cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử để được bầu. Ý tôi là điều duy nhất, đó là tội ác hay sao? Ông Jordan nói, không, đây không phải là điều thú vị hôm nay bởi vì chuyện này đã diễn ra. Tất nhiên chúng ta đã có vụ án khác lớn trước đó cao pháp viện. Vụ án của Alvin Bragg là một âm mưu tác động bầu cử của 2016. Đó là tội danh cáo buộc. Jack Smith cho rằng có âm mưu thay mặt Tổng thống Trump nhằm tác động cuộc bầu cử của 2020. Với tôi, Grada, âm mưu thật sự là giữa Alvin Bragg, giữa Jack Smith thẳng thẳng và nói phanh nebulous và tác động cuộc bầu cử của 2024. Tôi nghĩ đó là những gì người dân Mỹ đang nhận thức về luật này và điều tất cả đang thực hiện trong tương lai. Ok, quý vị. Thì cái đoạn tạm dịch là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về sự kiện này. Và chúng ta sẽ cô đọng lại những gì đang xảy ra. Trong cái bài phỏng vấn, một lần nữa quý vị phải nhớ một điều như thế này nè. Cái vụ án này đó là cái vụ án mà ai cũng biết được là một sự mâu thuẫn, nhưng mà trên thực tế thì họ vẫn không khe và họ cố gắng đang chứng minh với người Mỹ rằng là ông Trump thật sự có tội. Và bà Grada là một trong những nhân vật cũng là luật sư, thì bà cũng nói chung lại là cũng rất là bực mình về điều này. Nhưng mà ai cũng cho rằng là động cơ chính trị. Nhưng mà cái tôi đang đặt câu là đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện họ làm điều gì trong tương lai. Nghị sĩ Jim Jordan chỉ trích về xử lý vụ của Trump và cáo buộc có động cơ chính trị. Nghị sĩ Ohio Jim Jordan gần đây chia sẻ cái mối quan ngại của mình liên quan đến thủ tục pháp lý chống lại Tổng thống Trump. Nêu bật những gì ông cho là đối xử bất công, động cơ chính trị. Ông đã bày tỏ sự không tin vào điều ông cho là thiếu công bằng. Trong vụ kiện chống lại Trump, nhấn mạnh rằng người ta có thể không đồng tình với Tổng thống Trump khi cần dùng đến những chiến thuật không công bằng. Ông đặt câu hỏi về quyết định phục hồi vụ án, lưu ý rằng nhiều cơ quan khác nhau bao gồm cả Bộ Tư pháp, cả bầu cử liên bang, trước đó đã từ chối theo đuổi cáo buộc. Ông cho nên cho rằng vụ án được phục hồi với áp lực bên ngoài chứ không phải là do vấn đề tư pháp. Ông Jordan cũng chỉ trích việc Michael Cohen, một kẻ khai mang bị kết án làm nhân chứng chính, cho rằng vụ án là lố bịch và thiếu bằng chứng đáng kể. Jim Jordan cũng nêu lên cái mối lo ngại về tính vô tư của thẩm phán, chỉ ra những xung đột lết tiềm ẩn liên quan đến nghề nghiệp của con gái thẩm phán, những nhân vật chính trị nổi tiếng. Ông cáo buộc một số luật sư hèn nhát vì đã không lên tiếng phản đối những gì ông cho là bất công trong vụ án. Làm sao mà phản đối được, thưa ông Jim Jordan, vì trong bản chất, tại cái thành trì của tiểu bang New York, họ sẽ bị tấn công, họ sẽ bị trù dập nếu mà thật sự ủng hộ cho Trump. Ông Jordan đã nhấn mạnh những gì ông ta coi là sai sót trong bản cáo trạng, bao gồm cả việc không nêu rõ âm mưu bị cáo và cáo buộc, cái thời điểm tiết lộ tội ác được cho là như thế nào. Ông chỉ trích bản cáo trạng có khuyến khích và cho rằng những hành động cáo buộc là thông lệ của chiến dịch tranh cử. Ông đưa ra những điểm tương đồng vụ kiện pháp lý liên quan đến Tổng thống Trump, gợi ý một mô hình nhắm mục tiêu về ông Trump vì lý do chính trị hơn hay là theo đuổi vấn đề tư pháp. Đó là câu chuyện. Và chúng ta cũng thường biết câu chuyện này là một câu chuyện mà cái đảng Dân Chủ đang tố cáo để truy tố ông Trump. Nhưng mà tôi đặt câu hỏi lại cho ông Jim Jordan.
Ông với vai trò là một ủy ban, chủ tịch ủy ban tại Hạ viện, thì ông làm gì trước sự bất công của ông Trump này? Mà tôi chưa thấy một động cơ hay động thái nào của ủy ban Hạ viện của đảng Cộng hòa mà thật sự đưa ra những cái động thái binh vực cho ông Trump hay là subpoena hay là một số thứ khác nhau. Tôi cũng đang chờ đợi ông Jim Jordan, và tôi hy vọng rằng người Mỹ sẽ có câu trả lời sớm hơn từ cái quốc hội của đảng Cộng hòa. Ok, quý vị, đó là chương trình của The LV News, và chúng ta vẫn tiếp tục cập nhật những bản tin nóng bỏng cho quý vị trong chương trình của LV News. Vì nào xem tin tức ngắn thì vào chương trình của The VLKT News YouTube Channel. Vì nào muốn đặt câu hỏi live streaming trực tiếp thì hãy vào chương trình của Luân Vũ Show Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.